hãy cùng bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình từ những kinh nghiệm sống khỏe thông qua những chuyên đề đặc biệt về phòng ngừa và điều trị hội chứng ruột kích thích đại tràng co thắt. Tình trạng sức khỏe chú dạo này khỏe không ạ? Dạo này thì chú không được khỏe lắm cháu ạ. Chú mắc cái bệnh hội chứng ruột kích thích, chú bị cái bệnh này cách đây mười mấy năm rồi. Xin mời chú cũng như tất cả quý vị khán giả ta cùng đến với phim trường. Chúng ta sẽ được lắng nghe cách phòng ngừa và điều trị bệnh từ các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu. Cái hội chứng ruột kích thích làm cho bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, có những trường hợp nó làm cho cái suy nhược của cơ thể luôn. Đón xem chương trình Sống khỏe đời vui phát sóng lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 năm 2021.